tháng 10, thứ bảy tuần 26 thường niên. Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, 72 ông trở về vui mừng và nói rằng: Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bò cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Cũng vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã trao phó cho ta mọi sự. Không ai biết Chúa con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa con và những người được Chúa con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy. Vì chưng Thầy bảo các con, có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe mà đã chẳng được nghe. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện được ghi tên cả nhà mình trên trời. Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. 72 môn đệ được Chúa sai đi, và họ đã trở về với niềm vui vì ma quỷ cũng phải vâng phục họ. Đúng ra là ma quỷ vâng phục quyền bính Chúa Giêsu trong họ. Họ kể cho Chúa Giêsu nghe, người rất vui mừng. Nhưng người nói với các ông: Các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Vâng, hạnh phúc thật của những người làm tông đồ của Chúa không phải là được ca tụng, nể phục, danh giá ở đời này, mà ngược lại, đôi khi chính lời ca tụng, sự nể phục và tên tuổi danh giá kia lại làm cho chúng ta hư đi. Nước trời là phần thưởng dành cho những ai đơn sơ, hiền lành, khiêm nhường. Thật đáng buồn khi chúng ta vẫn còn ảo tưởng về tên tuổi mình. Hầu hết các ông bà cố của linh mục, nữ tu đều luôn cố gắng và khiêm nhường tạ ơn Chúa vì hồng ân của con mình. Nhưng cũng có người bỗng: Ta đây hơn, ta biết mọi sự, mọi người phải nghe ta. Họ tự phụ vì đã được ghi tên trên bảng danh sách các ông bà cố sao? Không có mối phúc thứ 9, ai có con làm linh mục, làm nữ tu ấy là phước thật, vì nước trời là của họ. Cũng vậy, không có mối phúc thứ 10, ai có tên trên bảng vàng dâng cúng, có tên trong hội đồng mục vụ, có tên trên danh sách hội lòng thương xót, các nhóm tông đồ, nhóm cầu nguyện, ấy là phước thật, vì nước trời là của họ. Càng không có mối phúc thứ 11, ai có bạn làm giám mục, linh mục. Xin đừng tìm tên tuổi ảo, danh giá hão. Ước gì các gia đình chẳng mong tên tuổi, chẳng màng danh giá, nhưng chỉ lo nghe và sống lời Chúa trong tinh thần đơn sơ khiêm hạ, để được Chúa Giêsu ghi tên cả nhà mình trên trời. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống vui bình an với khát vọng quê trời nhờ lắng nghe và thực hành lời Chúa. Amen. Lạy Mẹ Maria, tháng Mân Côi lại về,
khắp nơi đang rộn ràng lên lời kinh kính mừng mẹ đầy ơn phước. Ở Việt Nam chúng con, kinh kính mừng và chuỗi mân côi là sức mạnh bảo vệ đức tin của cha ông, là nơi nương cậy vững vàng của các thánh tử đạo, là lời kinh bình dân gần gũi của các tín hữu, là lời khấn nguyện bình an trong chiến tranh, trong đại dịch, và còn là lời khấn xin hạnh phúc của các gia đình. Lạy mẹ Maria, xin cho các gia đình Việt Nam hôm nay luôn đọc kinh kính mừng, năng lần chuỗi mân côi, sốt sắng ca tụng tạ ơn mẹ, kính dâng lên mẹ mọi thành viên gia đình với niềm tin rằng mẹ luôn ở đây với gia đình, với giáo xứ. Mẹ thương yêu khấn nguyện và chúc lành hạnh phúc, bình an. Amen. Xin dâng cho mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho mẹ người vợ hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đềm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm.
con xin dâng cho mẹ đây tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con dân sinh biết thành công vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho mẹ đây tuổi hoa tuyến trinh, biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu em đêm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm em đêm nay. Con xin dâng cho mẹ này đoàn